Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cố Vấn Pháp Lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ thông tin đến các bạn một số vấn đề liên quan đến độ tuổi, cấp thẻ căn cước từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì luật căn cước năm 2023 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 27 tháng 11 năm 2023 vừa qua. Luật căn cước năm 2023 sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, luật căn cước năm 2023 quy định căn cước là thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, nhân dạng và sinh trắc học của một người. Thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của công dân Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước cấp theo quy định của pháp luật thì người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam và độ tuổi cấp thẻ căn cước cụ thể như sau. Thứ nhất, đối với công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên thì bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Thứ hai, đối với công dân Việt Nam dưới 14 tuổi thì được cấp thẻ căn cước khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Thẻ căn cước đã được cấp cấp đổi cấp lại trong thời hạn 2 năm, trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo. Thẻ căn cước có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của người được cấp thẻ căn cước để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác trên lãnh thổ Việt Nam. Thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hay thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau thẻ căn cước hoặc số định danh cá nhân được sử dụng để cơ quan tổ chức cá nhân kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật trường hợp người được cấp thẻ căn cước phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan tổ chức cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp thẻ xuất trình giấy tờ hay cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước. Trường hợp thông tin đã thay đổi so với thông tin trên thẻ căn cước, người được cấp thẻ phải cung cấp các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh các thông tin đã thay đổi. Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được cấp thẻ căn cước theo quy định của pháp luật.